thấy dưới trên có bốn cái cánh cửa, ở trên chót mà có bốn cái cửa như bốn cửa sổ đó, là ông kêu đóng mở cửa mà không, cửa có cửa ông không cho mở, mà ông để chừng nào ông nói để tự nhiên tự cửa mở được rồi sẽ thấy có một cuộc đổ máu. Thêm một cái chi tiết, tức là khi xây dựng chùa Tam Bửu thì khi ấy thì là sư thầy đã có một cái linh tính rằng sẽ xảy ra một cái chuyện gì đó phải không ạ? Thì ông có nói là trước cái chùa Tam Bửu đó, là cái đó là cái chùa trước đó, đó thì ông có nói rồi, là ông nói đổ cái nền để cất cái đó, xong rồi cái ông nó chạch cái nó không có ngay, ông nói lỡ đồ đâu có sửa nữa được, thì ông nói rồi sau này con cuộc đổ máu tại đây, có nói trước rồi mà, cái đó là cái chùa, cho nên cái câu dí trong ba chúc quá thờ, tại vì chùa đình nó liên khúc, là có cái câu đời xưa người ta có cái câu hát, ta nói là chim kêu trước miễu sau chùa, á, hay là hoặc chim kêu trước miễu sau đình, nếu có cái miễu mà sao có cái đình. Mà có cái đình á, sao có cái chùa. Tại vì cái chùa Tam Bửu Gia trước á, đằng ngoài trước là cái đình, ngoài sau là cái chùa, chỗ đó là thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn cái ở dòm đi vô qua bên kia đó là cái Tam Bửu, là gọi là Tam Bửu lớn, là có để cái Long Đình đó, là cái chỗ đó thờ Phật. Đó, là hiện bây giờ là để thờ Phật, chứ là cái ngôi Long Đình đó là ở cái Long Đình nhỏ ở trong á, là để thờ tổ, là thờ Đức Bổn Sư. Còn ngoài trước cái trước cửa đi vô mà giờ mình thấy cái Long Đình đó là cái chánh thức chính tay tổ làm, thì trong đó đó thì chính giữa cái Tam Bửu đó, trong có đó có để bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, chứ không có để gì, không ta gọi là thờ ai, mà để là bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, đó là chính tay tổ viết luôn. Mà cái khuôn đó mới lớn bị dai để dựng đứng lên, nó cũ mềm đó, là từ tổ làm ra cho tới bây giờ là cái khuôn thờ bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Thì cái nghĩa bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương đó là để bốn vị giáo chủ, là bốn ông Phật, chữ Bửu là hiệu Phật Dương, chữ Sơn Phật Thầy tin tưởng Phước Dư, chữ Kỳ là hiệu Bổn Sư, chữ Hương Phật Trùm bốn chữ con mang. Bửu Sơn bốn chữ rõ ràng vốn của Phật Thầy ở tại Long Châu, thiện nam tính nữ, nữ đâu đâu ai có vật quý về chầu vua. Thì bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương đó là có ý nghĩa là bốn ông thánh, bốn vị giáo chủ. Chữ Bửu là chưa có người, ám chỉ cho là Di Lặc Vương tái thế. Chữ Bửu là hiệu Phật Dương đó. Chữ Sơn Phật Thầy là Đức Phật Thầy Tây An. À, chữ Kỳ là hiệu Bổn Sư, ám chỉ cho Đức Bổn Sư nối tượng là ông Ngô Lợi. Chữ Hương Phật Trùm bốn chữ con mang là Đức Phật Trùm ở Tà Lôn Tà Lăng đó. Thì bốn ông đó, thì trước cửa, trước ở ngoài chùa Tam Bửu đi vô có cái ngôi Long Đình bằng cây bự đó, là cái đó chính tay tổ làm rồi đó, ở Pháp nó gửi trả về hồi thờ đó, nó lấy về bển không được, hàng trăm năm nó mới gửi trả về cho Việt Nam, trả cho Việt Nam mấy chục năm. Đời ông Ngô Đình Diệm, gia đình có xảy ra chuyện quốc trắc sanh tử, rồi có cái điềm mộng mới đó, ông mới đem về thẳng chùa Tam Bửu trả, đi tìm nhiều cái Tam Bửu mà không đúng, cuối cùng mới trả về đó là đúng cái Long Đình cho tới bây giờ. Rồi cái Long Đình tạm mà chạm chỗ để thờ hiện bây giờ ở để tuốt sao đó, là để thờ tổ đó, thờ Đức Bổn Sư đó, là bổn đạo đóng cho có cái hình thức để thờ.
sau mới dời cái đó đem vô trong để thờ tổ. Còn cái ngôi Long Đình đó là cái ngôi Long Đình chánh của chúng ta tổ lại. Tôi nói thật sự với em, với nguồn gốc Đức Bổn Sư, Đức Phật Trùm, Đức Phật Thầy Tây An, rồi chị nuôi của Đức Bổn Sư là bà Năm Hương Lợi, bà Lục Lúa Kinh Dũng Tái, bà Vú ở Cù Lao Giang, là mấy vị đó mà luôn báo vật của mỗi người tôi có được chút chút tôi giữ. Tôi nói thật sự tình với em, ngày giờ này tôi không giấu nữa. Mà giữa đây á, thì em lên đây thì thế nào cũng thiên hạ ai cũng biết. Đây tôi không còn thời gian tôi giấu nữa. Mỗi một vị tôi có một chút kỷ vật nhỏ để làm kỷ niệm. Đâu đũa ăn của Đức, đâu đũa ngà của ông tôi có giữ. Một cái chung nước của bà Vú Cù Lao Giang, chung nước uống trà của bà tôi cũng còn cùng cất. Cái khăn xước đầu của ông tôi còn giữ. Mỗi một vị tôi giữ một chút xíu để làm kỷ niệm. Tôi đi đâu tôi quần theo đó, tiền hết, của hết, chứ kỷ vật của Phật tôi giữ không bao giờ tôi dám giữ. Hôm nay chú ba có thể chia sẻ cái kỷ vật đó được không? Hay là giữ lại để dịp khác? Thì ví dụ như mấy em á muốn thì không phải là tôi không có không cho biết. Thì em nhìn qua thì thấy nó không có đáng giá gì đâu, hiểu không? Mà hôm nào á thì tôi lấy ra thì cho mấy em coi. Chứ bây giờ bất tử không cũng không có đây mà mấy em coi. Hôm nào cũng gọi trước chú ba á, chú ba cho tụi con coi với. Chứ không có gì thì nó cũ kỹ lắm, như cái khăn xước đầu của đêm ngày. Thiệt ra bây giờ nó mục hết rồi. Những cái kỷ vật đó là muốn qua quý giá hay chứ. Nó không có đáng giá, tại vì cái khăn giấy tay đỏ hồi xưa á, em xước cái đầu á, đó tới giờ bao nhiêu lâu rồi? Vậy á, mấy trăm năm. Hôm nào chú ba coi có con điện chúc chú ba một ngày, chứ chú ba. À, chú ba chuẩn bị ha. Tôi nói thiệt tình với em á, nó mạnh tay không chừng nó mục nữa. Nó quá lâu thôi, cho mình đụng vô nó hư á. Nó quá lâu năm rồi, tôi ấy kỹ lắm. Mà tôi gói tôi giữ gìn đó, dù một cái chung nước hay là một cái đu đũa ăn cơm tôi còn cắt. Vừa chú ba đang kể cho một cái câu chuyện, thì chú ba nhắc lại cho con và mọi người nghe được cái chi tiết. Tức là ngôi chùa ấy, và khi xây cái cánh cửa mà 40 năm hoặc mấy trăm năm không đóng mấy cửa, mấy trăm năm ở trên nóc có chùa đó các em. Chú ba kể chi tiết cho con nghe chút được không? Thì hồi trước thì ông dặn cất cái chùa lên rồi, thì trên nóc nó là bốn góc, là bốn góc đó là bốn cánh cửa. Thì hồi đó ông để làm vậy thôi chứ không có mở. Thì ông nói nữa sau này mà có cửa đó mở đó là anh chị sẽ biết. Có một cuộc. Thì đến chừng đó không lâu thì bắt đầu miên nó tới là nó xô xát, nó mới có đổ máu tại đó. Thì nó như vậy thì lời duy ngôn của Phật nói. Thì bên nó thật sự ra lúc này thì mấy em mà đi vô đó mà tìm những người được người lớn tuổi mà học lợi tiền hơn hiếm rồi. Già quá rồi, lớn tuổi hết rồi, cái số nhỏ này tấn lên. Chính tôi đây mà tôi giờ còn nản, tôi còn không về đó. Chứ hồi trước tôi về thường xuyên.